Nguyễn, hiện tại mình chưa thấy có lứa tuổi 11, 14 để diễn ra trận Gia Lai bạn ạ. Hồ Chí Minh vừa ghi điểm một điểm một đòn rất đẹp mắt. Cảm ơn Tan Anh nhé, Tan Anh vừa chia sẻ livestream này, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hiện tại mình đang phát trực tiếp trên fanpage Tan Mido, có phục Tan Mido tại giải vô địch trẻ Nakado quốc gia lần thứ 23 năm 2017 tại diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại trên sân thi đấu sàn số 2 đang diễn ra trận chung kết VT cá nhân nam lứa tuổi 16-17 hạng cân trên 70kg nam, và AO Hồ Chí Minh đang dẫn một điểm so với AK Thanh Hóa. Trận đấu còn 15 giây, 10 giây. Vâng, một điểm nữa nhưng không chỉ một trọng tài phất cờ. Số thắng nghiêng về thành phố Hồ Chí Minh, huy chương vàng nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Với kết quả của thành phố Hồ Chí Minh,